Chào các bác nhá. Shop Tân Ánh, lab AC và phụ kiện. Xin chào toàn thể anh em nhá. Hôm nay giới thiệu với anh em một cái lô hàng chim mồi giả nhá. Chim mồi giả là con gà nước các bác nhá. Đây, quay sang. Đây, chỉ cho con này Khánh. Con gà nước các bác nhá. Đây. Đây là con gà đồng này. Con mồi giả gà đồng các bác nhá. Hàng rất là đẹp. Đây, bây giờ shop bán hàng là bán hàng trên video thực tế. Các bác xem cho kỹ sản phẩm có như nào ấy thì shop quay giới thiệu như vậy. Đây là con gà nước, cái con này ấy, thì được làm theo kiểu là lột da nhá. Lột da nhồi bông. Cái này trong này là nhồi bông này. Chứ không phải là cái hàng mà hàng tiêm hormone nữa các bác nhá. Đây. Hàng này làm rất là kỹ, rất là đẹp. Các bác nhìn này. Có tạo mắt giả này, nhá, có tạo mắt giả này. Nông lá thì mượt mà. Nhìn cái con này thì nó mập mạp. Đấy. Tạo dáng là đang xòe cánh nhá. Đang xòe cánh gần cổ đây. Cơ bản là hàng này rất là đẹp. Các bác có nhu cầu mà cần mồi giả, chim mồi giả, con gà nước thì vui đồng liên hệ với shop nhá. Lúc trước là hàng này nó hơi ít, nó không có nhiều. Thì bây giờ hàng này là shop mới nhập được có số lượng rất là nhiều nhá. Các bác đặt hàng vui đồng liên hệ trực tiếp với lại các đầu số điện thoại của shop nhá. Các bác lưu ý, gọi số này không được thì các bác gọi vào số khác. Hoặc là các bác gọi nhỡ cho shop thì sau shop sẽ sắp xếp thời gian gọi lại cho các bác. Tại vì nhiều khi là cũng bận rất nhiều việc, shop không nghe máy kịp được, các bác thông cảm nhá. Đây là con gà nước này nhá. Con gà nước hay gọi là con gà đồng. Hay là anh em miền trong thì gọi là con cúm núm nhá. Con cúm núm. Đấy, cái loại này là hàng này làm rất là đẹp. Một số các bác có nhu cầu chơi con mồi giả nhá. Đây. Đây các bác xem kỹ này. Cái này làm rất là kỹ càng nhá. Cái thép mà cái thép chính ấy, thép trụ xương này là được xiên qua chân nhá các bác nhá. Xiên qua da chân, lên trên hông, lên trên người này. Đấy chứ không phải là hàng ốp ở phía ngoài rồi quấn bằng dính đâu nhá các bác nhá. Xiên nằm ở sát ở trên, nằm ở trong luôn đấy, xiên nằm ở trong luôn. Và con này là phía trên này ấy, là được lột da và nhồi bông. Thì các bác cũng biết là cái loại gà nước này ấy, thì làm rất là khó. Tỉ lệ lông mà nó rụng đấy thì cũng khá là nhiều. Thì cái này là anh thợ này là làm là rất cẩn thận rồi thì mới giữ được cái mức lông như thế này. Còn nhiều con thì nó cũng sẽ hơi bị rụng lông một chút. Tại vì cái hàng gà nước này nó không có đậu lông như là hàng Quốc hay là hàng bịp nhá. Cái này là làm rất là khó đấy. Cái này là cũng là rất là cố gắng rồi thì mới được như thế này. Thì các bác xem hình ảnh thực tế hàng có như nào ấy thì shop quay giới thiệu với các bác như vậy nhá. Các bác mua hàng thì xem cho kỹ rồi đưa ra quyết định mua hàng nhá. Đây. Đây các bác anh quay từ từ cho anh em xem. Lông rất là mượt nhá. Có mắt giả này. Mắt giả. Con này thì nó tròn trịa, không có bị móp mép nhá, không bị móp mép. Tạo theo kiểu dáng là cánh thế xòe nhá, cánh thế xòe. Đây. Nhá. Các bác có nhu cầu về vui lòng liên hệ trực tiếp với lại shop nhá. Liên hệ trực tiếp với shop. Cái này thì giá nó tương đối cao đấy, nó là hàng đẹp mà nhá, hàng đẹp. Các bác có nhu cầu chơi thì vui lòng liên hệ nhá. Alo trực tiếp cho nhanh. Chim mồi giả nhá, gà nước. Rồi, hàng rất là đẹp, rất là chuẩn. Giới thiệu với các bác như vậy nhá. Rồi các bác xem kênh YouTube của shop, vui lòng bấm một nút đăng ký kênh, ủng hộ kênh nhá. Thì các bác sẽ nhận được những thông báo mới về video và clip giới thiệu những sản phẩm mới với các bác nhá. Rồi xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong những video sau nhá. Các bác mua hàng vui lòng liên hệ trực tiếp các số điện thoại đây nhá. Hàng chim mồi giả, gà nước hay là gọi là cúm núm hay là gà đồng nhá. Con chim mồi giả dạng lột da, nhồi bông hay là anh em gọi là con chim mồi thuộc ấy nhá. Chim mồi thuộc chứ không phải là hàng tiêm hormone nhá các bác nhá. Cái này thì đảm bảo là an toàn, sạch sẽ nhá. Không có độc hại như là tiêm hormone. Rồi xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong những video sau nhá.